câu chuyện thứ tư mà con tiếp tục kể cho quý Phật tử đây, đó là một câu chuyện liên quan đến một ngôi chùa ở tại Thủ Đức, nước Việt Nam chúng ta, đó là chùa Phước Tường. Được nghe thầy trụ trì của chùa Phước Tường kể lại là trước đây cái ngôi chùa Phước Tường này là chưa có phải là lập thành chùa, đó là nhà của một bà Phật tử. Bà Phật tử này bà ta có tên đó là Nguyễn Thị Hòa. Bây giờ ở trong ngôi chùa đó có một bà vị tên Nguyễn Thị Hòa, thì hỏi ra thì biết rằng đây là bà chủ chùa. Bà chủ chùa một hôm mới thỉnh vị hòa thượng, hòa thượng mà khai sơn ngôi chùa Phước Tường ở Thủ Đức đó, đến nhà của bà để tụng kinh trong ngày giỗ của ông bà. Tụng một thời kinh xong, hòa thượng mới ngủ đêm lại đó ở phòng trước. Ở phía sau nhà của bà Nguyễn Thị Hòa đây có nuôi heo, một con heo nái và bốn con heo con quý vị. Đang đêm hôm nằm ngủ thì bỗng dưng bầy heo con nó đói, nó kêu la inh ỏi làm cho hòa thượng thức giấc. Lúc hòa thượng thức giấc rồi thì hòa thượng nghe cái tiếng nói thì thầm. Hòa thượng nói: ủa sao ngay cái góc chuồng heo mà giờ này tối om mà lại có tiếng nói? Hòa thượng bước đến gần coi ai ở trong chuồng heo và nói cái gì. Tò mò bà hòa thượng mới bước đến, và hòa thượng nghe ở trong chuồng heo tối om nha, tiếng nói như thế này: các con nín đi, ráng ngủ đi, cứ kêu la đói mà cứ kêu la kiểu này hòa thượng ổng giật mình đó, mình tổn phước đó. Con có biết không, ta kiếp trước vốn là người đó, mẹ đây kiếp trước vốn là người, mắc nợ của bà hòa này 2 đồng 8 mà chưa kịp trả, tái sanh trở lại làm con heo nái nè, sanh ra 4 con để trả nợ cho bà đó. Các con đừng làm ồn nữa, ngủ đi, không bao lâu mẹ đi rồi, các con cũng phải ráng ăn khỏe có sức để cân đủ số thịt trả nợ đủ số cho bà hòa này, vì mẹ thiếu 2 đồng 8. Nghe như vậy hòa thượng mới ngạc nhiên. Sáng ra hòa thượng mới hỏi bà hòa: trước đây bà có cho ai mượn tiền không? Cái bà hòa nói: con hồi nào giờ con chủ trương bạn bè con giúp đỡ, con cho con tặng, không có cho ai mượn, duy chỉ có cái bà hàng xóm đó, bà đến bà năn nỉ quá thì con mới nói thôi tôi cho bà mượn 2 đồng mấy, con quên rồi, mà bà chết rồi con cũng nói thôi bà chết rồi thôi bỏ chứ giờ đòi ai. Cái hòa thượng mới kể lại là đêm hôm nó bầy heo nó con nó kêu nó la bởi vì nó đói. Hòa thượng nghe tiếng nói thì thầm, hòa thượng mới bước gần đến ngay chuồng heo, và hòa thượng nghe con heo nái nó nói với 4 con heo con là nó mắc nợ bà 2 đồng 8, tái sanh trở lại làm heo nái và để trả nợ cho bà. Bà hòa nghe nói như vậy cái bà hòa giật mình sợ nha quý vị. 3 ngày sau thì con heo nái đó nó chết. Và sau khi nó chết xong rồi thì cắt thịt con heo nái đó bán. Bà bán luôn 4 con heo con cộng số tiền, không có tính toán gì hết mà cân thịt thôi đó. Cân xong rồi cộng lại số tiền đúng 2 đồng 8 quý vị ơi. Bà hòa bà cầm số tiền 2 đồng 8 bà đưa cho hòa thượng xin cúng dường làm lễ siêu độ trai tăng, siêu độ cho vong linh của con heo với 4 con heo kia đó, siêu độ cho vong linh của con heo nái này. Rồi bà xin cúng dường luôn cái miếng đất ngôi nhà của bà ở lên cho hòa thượng cải gia vi tự, lập thành ngôi chùa Phước Tường ở tại Thủ Đức đó quý vị ơi. Cho nên chúng ta nghe rồi sợ, luân hồi sợ quá quý vị ơi. Người chết thành heo, rồi có khi heo chết thành người. Trong kiếp sống luân hồi đó, chắc chắn chúng ta đã từng mang thân heo, bò, gà, vịt, hoặc là trâu,
bò, chó, ngựa, heo, dê có đủ hết. Có khi sanh lên cõi trời hưởng phước lạc, rồi hưởng hết phước, tái sanh lại cõi nhân gian, lại tiếp tục tạo nghiệp. Cho nên cứ mãi luân hồi sinh tử, lên xuống nổi trôi trong ba cõi sáu đường. Muốn chấm dứt dòng sinh tử, tất cả quý Phật tử chúng ta hãy phát Bồ Đề tâm, niệm Phật, tu tạo công đức phước lành, hồi hướng Tây Phương trang nghiêm Phật tịnh độ. Con không mong cầu phước báo của cõi người, cũng không mong cầu phước báo của cõi trời, không mong cầu phước báo ở đời này, ở đời sau, mà con chỉ mong sao một đời này cho con được vãng sanh để giải thoát cái kiếp sống luân hồi này. Ấn Quang Đại Sư Ngài dạy: tự thị bất quy quy tiện đắc, cố hương phong nguyệt hữu thùy tranh. Tự chẳng muốn về, nếu ai muốn về, về liền được. Quê cũ trăng gió có ai tranh, vãng sanh phát nguyện đi thôi. Non xanh nước biếc mặt người quẩn quanh, quê nhà chẳng chịu về nhanh, hễ về ắt được ai giành với ta.